bên ngoài. Anh đi, anh mới, cứ anh đi lo lắng làm gì. Anh không quan tâm bên ngoài, anh đi cho sướng đời. Giờ này đang có ai, có ai, ai, ai đang trôn bàn chân đứng để cho ai, có ai, ai, ai cho em một vai gối. Giờ ai yêu em như sáng bừng cả khung hình rồi. Hôm nay thì mình đã dụ dỗ được anh Hiếu đến với nhà của Lu, và hôm nay chắc là mình phải làm đồ ăn gì chứ đúng không anh? Anh làm món đặc trưng của Đức là gọi là schnitzel. Schnitzel rất là ngon. Đây là miếng thịt. Đặc biệt là đây là người ta làm với thịt thịt gì nhỉ? Wiener Schnitzel. À, và đây là thịt kalb là gì nhỉ? Con bò bê đi ấy. Ừ, con bê. Đúng rồi, con bê. Nhưng mà tại vì là bê đắt quá, mình hôm nay mình làm thịt lợn. Thịt lợn hôm nay cũng không rẻ lắm đâu. Không rẻ. Ok, nếu vậy là em sẽ làm. Em sẽ làm một món đại diện cho Việt Nam, còn anh sẽ làm một món của người Đức. Thật ra thì hai món này không phải là hai món đặc trưng vào Tết Tây, nhưng mà đây là hai món mà mình có thể ăn quanh năm suốt tháng. Chính xác. Đúng rồi. Và bây giờ thì để cũng vui thú vị hơn thì chắc là mình sẽ lần lượt làm đồ ăn, và cái người còn lại thì là cái người phá, cái người đang nấu đồ ăn. Cho nên okay. Là khách đến nhà, cho nên là Lu sẽ nhường cho anh Hiếu làm trước. Ok. Yeah. Yes. Yes. Đây. Ok. Lu ơi, bây giờ Hiếu đã chuẩn bị những thức ăn rồi đấy. Đây là trứng này, để mình ok thì chắc là tí nữa giải thích thêm đúng không? Trứng, là cái gì trứng? Trứng. Không tìm thấy cái gì sụn bánh mì à? Vụn bánh mì. Vụn bánh mì. Cho nên là anh Hiếu đã thay bằng bột xù của chiên xù. Chiên xù đúng không? Cái nào? Đúng rồi, và đây là bột này. Bình thường là mình phải mua thịt lợn không có xương ấy. Mà không tìm thấy. Nên là anh mua cốc lết. Đúng rồi. Vào bếp thì Lu có chuẩn bị sẵn đặt về. Ok. Nên anh Hiếu mặc áo màu xanh thôi, cho anh Hiếu đeo xanh. Lu mặc xanh chứ đâu. Trời ok. Rồi, mình là khách mà đúng không? Là, anh là khách cho nên là khách em, là vua mà luôn. Em không dám nói gì hơn. Quên sao? Ngoan. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô làm đồ ăn nè. Ok. Em ơi, em gọc cho anh cái xương này và cắt cho anh cái bì này nhé. Dạ anh không thích làm cái này. Tại sao anh giơ tay? Không, anh thích giơ lắm. Anh thích gì mà giơ là anh nhảy vào. Thường á thì Lu để ý là mấy bạn làm bếp với đang là kiểu đeo bao tay. Nhưng mà nếu như mà đúng chuẩn bếp á thì đa phần em lại thấy là mọi người không dùng bao tay. Đúng không? Mọi người kiểu như là sẽ dùng tay không để mọi người cảm nhận được cái chính đồ xác. Ăn á. Không, bao tay là kiểu như là mình làm cho nhà hàng. Đúng không? Mình làm cho nhà hàng và mình phải cần sạch sẽ cho khách ăn ấy. Nhưng mà đây là mình làm cho mình thì mình cũng bẩn rồi. Hồi nữa Lu ăn đó mọi người. Anh chưa bao giờ luộc khoai trong chảo rồi thật sự. Ở nhà thì em cũng biết là giống như là mọi người thường nấu cái gì phải nấu đúng cái loại nồi như vậy á. Nhưng mà ở nhà nhiều khi em cũng lười á. Lười á? Lười. Khi nấu canh nấu gì em cũng quăng vào chảo để em làm cho nhanh. Vậy sao chảo chảo nhanh không ạ? Em không biết nữa, em cảm giác thôi. Rồi, vào đây mình cho một tí muối. Muối? Cho có một tí vị. Ok. Không bị nhạt. Bao nhiêu muỗng anh? Chắc là không, được anh bốc tay được không? Ok. Yeah. Ok, bây giờ tiếp theo thì là bây giờ mình đập thịt. Đập thịt. Đúng rồi. Mình có cái búa này. Đập cho nó mỏng ấy. Để ăn cho giòn ấy, vì sau đây là mình sẽ rán. Rồi,
Đây, em muốn đập không? Không, em nhìn anh. Em muốn nhìn anh đập không? Bây giờ anh có thể nào mà mình vừa đập mình vừa hát bài được không? Được. Có gì? Nghe trong lòng như quần quay từng lời ngất ngây say à. Em cho hụt tôi một mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngất từ đôi xuống à. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy lòng một tròn bóng hình em không mong woo đừng vội đi à hãy đến bên anh này để cho anh được nhìn nhàng ngắm nhìn em được làm quen nói với em bao điều rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn một người thôi. Quá hay quá. Anh có sắp ra bài mới không? Có. Đây anh đang nghĩ cái đoạn nào mà phấn khởi nhất cho em. Để em nhảy cho sung. Hai mình chia tay vì mình không có duyên. Ôi chuyện gì thế? Bên ngoài em đổi thay. Thôi nào cô gái, chuyện này không đáng đâu. Chỉ cần em nhớ một điều, nhớ một điều là cứ ăn đi lo lắng làm gì, ăn đi anh ơi. Cứ ăn đi lo lắng làm gì. Ồ, bài mới của anh vậy luôn hả? Dạ. Yeah. Oh. Em nhảy đi. Cứ ăn đi lo lắng làm gì, ăn đi anh ơi. Ồ, ấy là hồi nãy em tưởng là đoạn đó anh chế lời cho hợp thôi. Nhưng mà đâu, bài mới của anh như vậy luôn. Đúng rồi, nhưng mà em vẫn chưa nhảy mà, em không cần hỏi anh đâu. Thôi nào, mình đã 1, 2, 3. Cứ ăn đi lo lắng làm gì, ăn đi anh ơi. Cứ ăn đi lo lắng làm gì, ăn cho quên đời. Anh đây không quan tâm bên ngoài, ăn đi anh ơi. Cứ ăn đi lo lắng làm gì, anh không quan tâm bên ngoài, ăn đi cho sướng đời. Wow, bài này hợp với Thanh Năng lắm luôn á. Rồi bây giờ cái này xong chưa? Bình thường là mình lấy muối và hạt tiêu. Nhưng mà tại vì là anh có cái này rồi. Cái này là gọi là Würzfe, Streuwürze und Gemüsebrühe. Würzfe dịch ra là tiên rắc. Tiên vị ấy. Đấy. Hôm nay là Lu là tiên vị của Trọng Hiếu. Thế là Trọng Hiếu mời Lu rắc qua này nhá. Cái này rắc như thế nào? Em cứ... Đúng rồi. Chính xác rồi. Em như vậy này, em xoa một tí này, em xoa massage cái tí ấy. Và cho cái thịt nó mềm mà cái này nó được cái nhiều quá nhé, thì nó mặn đấy. Theo mình đập trứng. Bây giờ mình ngoái nhá, cho nó vỡ ra. Món này anh làm bao nhiêu lần rồi? Hồi xưa mà anh sống một mình ấy, anh làm nhiều lắm. Cái món này không healthy lắm nhưng mà cái món này lại ngon. Cái món này là kiểu đúng là đặc trưng kiểu của Đức. Nhưng mà món này... Em làm bằng tay em ạ. Làm bằng tay luôn. Sự nhất là nấu ăn ấy là như thế là nếu mà mình bẩn tay được đúng không? Được. Mình làm bẩn được, mình làm dơ được chứ. Em thấy đầu bếp đa phần đều sẽ y như vậy. Đúng rồi. Ở nhà mẹ em cũng như vậy. Mẹ em cũng nấu ăn bẩn á. Tức là mẹ em kêu là đeo bao tay vào không có cảm giác được gia vị này nọ ở trên cái món ăn đó. Cho nên là mẹ em cứ dùng tay để làm. Ồ đúng rồi, đúng thế nhỉ. Bây giờ mình quay lại cái vấn đề hồi nãy đi nè. Tại vì em rất là ấn tượng bài hát của anh á. Anh có thể share cho em thông tin nào đó về bài hát đó không? Ví dụ như là khi nào anh sẽ ra bài đó hay là... Sắp sửa đấy, mấy ngày nữa em ạ. Ồ, oh, vậy hả? Đầu tháng 1 là Hiếu đang tính ra bài Ăn đi cho sướng. Ăn đi cho sướng. Tại vì Hiếu nghĩ là ăn ấy là một cái gì rất là thú vị cho cuộc đời của mình ấy. Yeah, đúng. Không ăn thực sự mình không cảm thấy, Hiếu cảm thấy. Nhưng mà Hiếu mà một ngày mà không ăn ngon ấy, Hiếu cảm thấy rất là khó chịu. Hoặc là Hiếu đi làm hay đi diễn ở đâu ấy, mọi người mà cho Hiếu ăn không ngon ấy là chồng Hiếu diễn không hay đâu. Nhưng mà bài gì nào? Ăn đi cho sướng. Là bài đó là anh có quay MV không hay chị đây? Đâu, có anh không? Anh quay MV xong hết rồi. Vậy là các bạn sẽ đợi nha. Vài ngày nữa thì anh Hiếu sẽ ra MV Ăn đi cho sướng. Và mọi người chờ khoảng mấy ngày nữa thì mọi người hãy thấy
Thánh Ăn sẽ nhảy trên nền nhạc, ăn đi cho sướng cùng với xúc xích. Xúc xích. Rồi, cái này vớ là được chưa? Cái này là được rồi đấy. Đó được đấy, cái này ok. Mọi người coi đến đây mọi người có thèm không? Nhưng mà Lu đứng đây là trời thơm quá. Xong, anh Hiếu đã đã chiên xong rồi, bây giờ tới phần đi coi của anh nè. Là một cái em thích cái liều. À từ từ cho xem. Cái này ra tháp thịt. Ok rồi. Đúng em. Ok, nếu như anh thích. Sao đâu, món này hồi Lu cũng ăn rồi. Em ăn được. Ý là tí nữa món này em cũng ăn, vì anh bóp tay thì đâu sao đâu. Tí nữa em cũng tay ăn. Tay anh sạch mà. Đấy. Giờ thì chắc chắn là Lu sẽ không đợi được nữa rồi, Lu phải thử đồ ăn của anh Hiếu làm coi như thế nào. Xin phép được phá cái thác này ra. Rồi. Bây giờ em ăn miếng này nhá. Anh làm tí chanh cho em. Two thousand years later. Đó, là lạ nha. Nhưng mà khá là thú vị á, tại vì là để thường á là ví dụ như thịt là được rán như thế này á thì đa phần là mình ăn mình chấm tương này nọ thì nó có một cái vị hơi bình thường, rồi cái này mình bắt chanh vô nó có một cái vị chua chua. Rồi cái lớp bên ngoài thì nó sẽ kiểu giòn, bên trong thì nó lại mềm của thịt. Được, tức là anh Hiếu rán vừa chín thịt Nhưng mà em thích với ăn với chanh không? Đúng không? Tại vì cái vị chanh nó là chanh vàng. Bỏ này ra. Rồi là nồi nhanh vậy luôn hả? Cái vị chanh vàng này rất thơm, làm cho cái miếng thịt ăn vô nó vẫn còn đậm cái mùi chanh ở trong cái vòng họng á. Được xong mình sẽ làm cái món này để cho anh Hiếu thử. Sao cho anh bao nhiêu điểm em? Với món này thì thêm gì nào? Em sẽ cho 9 điểm rưỡi. Wow, trên? Trên 10. Trên 10. Bây giờ mình sẽ đến chapter 2. Đó là đến phần của Lu. Và món của Lu hôm nay chuẩn bị thì rất là đơn giản. Đó chính là chả giò. Và đây là một cái món mà không những là ăn vào dịp năm mới đó. Thực ra là chả giò là một cái món rất là nổi tiếng của Việt Nam rồi, và ăn quanh năm suốt tháng. Hay là một món có thể ăn chơi hay ăn no đều được, và luôn luôn xuất hiện ở trên một cái bàn tiệc nhỏ nhỏ nào đó. Giờ luôn sẽ cho thịt vào. Bây giờ trong lúc cho thịt vào thì bây giờ anh phụ em. Ok. Sắc khoai môn đi. Sắc là cắt đúng không? Cắt. Đúng rồi. Cắt thế nào? Em cắt nhỏ, to hay là... Nói chung là làm sao đó cắt cho nó ra hình dài, hình sợi. Hình dài và sợi, ok. Dài và sợi à? Đâu, mình sẽ thử coi là... Em cần dài bao nhiêu dài? Xong mét hơn nào? Dài thì nhất đúng không? Thì anh cắt đôi xuống. Ok. Này nhé, cắt từ từ. Núi khoai lang này, chuyên khoai nghiệp. Wow, nice. Rồi. Bây giờ em sẽ cầm bàn tay lực lưỡng của anh. Anh thích. Đây đúng không? Dạ. Yeah. Đây là kim loại. Chả mềm vào. Trong lúc này thì mình sẽ bật lửa luôn. Mình sẽ bật cho nó lớn nhất. Xong rồi sau đó mình sẽ hạ xuống lại. Tại cái này mình sẽ cần phải chiên ở lửa riu riu. Rồi. Rồi. Mình sẽ lấy bánh. Cảm ơn em. Ok. Đây. Bây giờ mình cho thịt vào. Thịt thì lấy vừa thôi nha. Anh mà làm cái cuốn nó mập, cuốn nù là nó sẽ bị vỡ ra.
Em chờ, anh chờ là em thích ăn thịt. Thịt phải cho nhiều vào chứ. Nhưng mà cái thứ nó nhỏ quá. Cuốn cuốn nào trông hấp dẫn hơn? Cuốn nào trông hấp dẫn hơn? Xinh mà. Được thôi nhỉ. Đây, để qua đây. Đây. Đây là thành phẩm của Lô với lại anh Hiếu là. Bây giờ thì mình sẽ giao trọng trách chiên chả giò cho anh Hiếu. Còn Lô thì Lô sẽ lo nước mắm. Và các bạn biết là bất cứ mỗi một món ăn nào thì cái nước chấm luôn là cái rất rất là quan trọng và nó sẽ quyết định coi là cái món nó ngon hay là dở. Cho nên là mình sẽ tập trung cao độ lo hết những cái kinh nghiệm mà ở nhà mẹ hay làm ra để mình pha chén nước chấm ngon. Cố lên luôn, cố lên. Yeah. Hiếu cũng có cái master đũa này. Master đũa. Chiên chả giò thì bắt đầu nhé. Xong rồi, chả giò thì vàng rất là đẹp rồi. Thế em xong chưa? Xong luôn rồi. Rồi. Em làm như thế nào vậy? Em làm ngon thế à? Ngon, em cũng không biết là có ngon hay không. Hy vọng là tí nữa anh Hiếu anh sẽ thấy 10 điểm. Vị Tesco. À, ok. À, Bitesco Tower nằm trong hoa sen. Đúng không? Từ đây làm dọn lên cho sạch. À đây để anh làm mê thêm cho thêm nhá. Mình đặt thêm từ từ. Đây. Yeah! Lúp lúp lúp. Yeah. Xinh, xinh. Mình đã nhờ sự trợ giúp của anh Hiếu. Bây giờ thì mời anh Hiếu thử. Ok, xin lỗi Vitesco Tower nha, phải báo Vitesco Tower nhá. Oh. Dush. Rồi. Ok. Mình thử cái nước mắm nè. Sửa nước mắm em pha. Trời. Mình không biết là ngon thật hay không nhưng mà nghe nghe cái tiếng nhai của anh Hiếu rất rất là đã luôn. Wow. Rất ngon. Được. Thử nè. Ngon thật. Ngoài giòn, trong chín. Và kiểu tôm và thịt ấy. Em ăn vào tóc em rồi em ạ. Ok. Ngon quá. Nha. Nước cũng không bị mặn quá. Tại vì là mình cần chấm nước mắm mà. Và khi ngon nhất là cái nước mắm ấy. Đúng rồi. Thường là món nào cũng vậy đó, là đồ ăn ngon hay không quyết định vẫn là nằm ở cái nước chấm thôi. Nhưng mà Việt Nam thì rất là nổi tiếng là nước mắm. Đúng không? Thường thì ví dụ như ăn chả giò nhiều bạn thì sẽ biến tấu ăn tương ớt, mayonnaise các kiểu. Nhưng mà vẫn thấy là nước mắm chấm với chả giò là trời best. Chuẩn nó đua. Nếu như mà các bạn thì qua hai món các bạn sẽ chấm điểm cho món nào? Các bạn sẽ về team đỏ đỏ hay là các bạn sẽ về team đậu xanh? Thì các bạn có thể để lại comment bên dưới để mình phân thắng bại nha mọi người. Thực chất ra thì em nghĩ là chắc em thua đó. Tại vì mọi người sẽ vote cho anh nhiều hơn. Đúng, làm ngon mà. Nhưng mà không, mình sẽ vẫn 1% mình vẫn hy vọng là mình sẽ thắng. Và nếu như mà các bạn thích anh Hiếu có mặt trong video của Thánh Ăn nữa thì các bạn cũng nhiệt tình share video này đến rộng rãi hơn. Ngoài ra thì sắp tới anh Hiếu sẽ có ra sản phẩm liên quan đến Thánh Ăn luôn. Đó chính là Ăn đi cho sướng. Yes. Và nếu mà mọi người muốn xem Thánh Ăn nhảy trên bài hát Ăn đi cho sướng thì mọi người hãy comment ở đây và mọi người hãy share và ủng hộ hai chúng mình. Yeah. Cảm ơn mọi người đã coi cái video này và năm mới thì Lô cũng chúc cho các bạn ngày càng thực ra thì không có gì quý hơn sức khỏe hết, cho nên là chỉ chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe để làm những cái mà mình mong muốn hơn thôi. Anh có lời gì gửi đến các bạn không? Yeah, năm mới thì muốn chúc mọi người
theo đuổi được đam mê, đến đam mê của mình, ước mơ của mình một bước cao hơn nữa. Và hiếu chúc mọi người ăn rất là ngon lành cả năm. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video. Nhớ share video này đến rộng rãi hơn nha. Bye bye. Bye.